Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2021. Ngọc xin chia sẻ và trả lời một số cái câu hỏi của cô chú anh chị. Nhiều khi quý vị có để lại câu hỏi nhưng mà có thể rằng là trong cái câu hỏi đó Ngọc không đủ thông tin để trả lời hoặc là Ngọc không biết câu trả lời, thì Ngọc xin phép là làm video để Ngọc có thể chia sẻ thông tin. Và dựa vào video đó thì quý vị có thể trả lời được cái câu hỏi của mình cho cái trường hợp cụ thể của mình. Còn nếu như không thì quý vị có thể nhờ những cái dịch vụ họ chuyên thì nó sẽ tốt hơn cho quý vị nha. Thì hai cái chương trình Ngọc sẽ chia sẻ trong cái video này nó liên quan đến cái chương trình EITC của tiểu bang. Có rất là nhiều câu hỏi đại loại như là tiểu bang của mình có EITC của tiểu bang hay không? Thì quý vị có thể tìm hiểu thêm bằng cách là xem video này hoặc là lên Google để mình tìm cái EITC dành cho thu nhập thấp đến thu nhập trung bình của tiểu bang mình. Ngoài ra thì Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị một chút xíu về cái tấm chắc 1001 của tiểu bang California ở đoạn sau video này quý vị nha. Rồi bây giờ trước hết thì Ngọc xin phép chia sẻ về cái EITC của tiểu bang. Thứ nhất là quý vị phải có Earned Income, bởi vì cái chương trình này là cái chương trình Earned Income Tax Credit. Thứ hai là quý vị phải khai thuế thì mình mới claim được cái chương trình này quý vị nha. Như vậy, để có Earned Income thì mình phải có W2, nếu như không có W2 thì mình cũng phải có 1099. Không có 1099 nữa thì mình cũng có những cái công việc làm phụ. Ví dụ như mình thất nghiệp gần như là xuyên suốt 2021 thì trong đâu đó một cái năm đó thì quý vị có thể là đi cắt cỏ cho ai, giữ trẻ, dẫn chó đi bộ, làm vườn, làm những cái công việc phụ giúp người ta, rồi người ta cho trả tiền hoặc là cho tiền tips. Tiền tip cũng được tính là earning income quý vị nha. Nói chung là mình phải chứng minh được cái số tiền đó mình nhận là với cái lý do gì thì mình có thể dựa vào đó để mình có thể claim là cái earning income. Ví dụ như Cali thì người ta chỉ yêu cầu mình cần một earning income là có thể claim cái chương trình Cal EITC của tiểu bang. Và quý vị phải khai thuế quý vị nha, nếu như không khai thuế thì mình không claim được. Đó. Thì ở đây Ngọc xin lưu ý quý vị như thế này. EITC họ có hai cấp độ. Thứ nhất là liên bang. Liên bang thì tiểu bang nào cũng có thể claim nếu như quý vị đủ điều kiện. Và thứ hai là EITC của tiểu bang. Nếu như tiểu bang của mình có EITC thì mình vừa được liên bang vừa được tiểu bang nếu như mình đủ điều kiện cả hai ha. Còn nếu như tiểu bang mình không có EITC của tiểu bang thì mình chỉ có thể claim EITC của liên bang thôi. Ví dụ như Texas không có nè, Georgia không có nè. Đó. Không có nha quý vị nha. Thì nếu như quý vị ở Texas thì Georgia có hai bạn hỏi Ngọc cho nên Ngọc trả lời luôn, thì mình chỉ có thể claim cái EITC của liên bang thôi. Quý vị nhìn lên màn hình giúp Ngọc thì ở đây mình sẽ có ba màu khác nhau. Màu xanh tức là mình có EITC refundable, màu vàng cam tức là mình có EITC nhưng mà non refundable. Như vậy nếu như màu xanh hoặc màu cam thì mình có EITC, nhưng mà hai loại EITC này nó khác nhau giữa refundable và non refundable. Từ từ Ngọc sẽ chia sẻ là hai cái này khác nhau như thế nào. Nhưng mà nếu như tiểu bang của quý vị là màu xám xám này thì không có EITC. Nếu như quý vị ở DC và Puerto Rico thì có nha quý vị nha, nó là refundable EITC. Ở đây thì màu xám chúng ta thấy là Nevada, Arizona, Wyoming, South Dakota, North Dakota, Texas, Arizona, Missouri, Georgia, Florida, North Carolina, Pennsylvania, vân vân, Kentucky, New Hampshire, vân vân, thì đó là những cái tiểu bang màu xám. Thì quý vị có thể vào cái trang này để quý vị tìm hiểu thêm. Và ở đây Ngọc xin phép chia sẻ là cái sự khác nhau của refundable và non-refundable là như thế nào. Nói chung á, nếu như tiểu bang quý vị cho refundable có nghĩa rằng là mình có thể nhận được nhiều hơn so với cái số tiền mà mình cần phải đóng thuế. Ngọc lấy ví dụ, quý vị ở tiểu bang California, California màu xanh, có nghĩa là nó là refundable đúng không quý vị? Thì quý vị có thể nhận được nhiều hơn so với cái số tiền mình đóng thuế vào ha. Ví dụ như quý vị đóng thuế tiểu bang là 1.000, Ngọc lấy cái ví dụ tròn tròn vậy cho nó dễ ha. Và mình có thể claim cái EITC của tiểu bang, đó là Cal EITC là 1.200, ok. Thì người ta sẽ cho mình hưởng trọn vẹn 1.200 luôn.
À, bởi vì nó refundable mà, đúng quý vị. Đó, như vậy thì nhận được 1.200, đóng thuế 1.000 thì khi mà quý vị khai thuế thì quý vị sẽ được lời 200, quý vị thấy không? Ừ. Nếu như quý vị không khai thuế thì quý vị không có phần 200 này bỏ túi. Đó, còn nếu như quý vị ở Virginia, Virginia nó là một cái màu gì quý vị? Màu cam cam thì quý vị sẽ thấy nó là non refundable, đúng không? Non refundable. Có nghĩa rằng là gì? Ví dụ như quý vị cần đóng thuế của tiểu bang là 1.000 đi, và quý vị claim được cái EITC của tiểu bang, giả sử như quý vị có được là 1.500 chẳng hạn ha. Hoặc lấy ví dụ vậy đi cho nó dễ dễ hình dung, thì người ta sẽ không cho mình 1.500 quý vị nha. Người ta cho mình tối đa là 1.000 thôi, bởi vì nếu như mà quý vị chỉ đóng thuế 1.000 thì quý vị chỉ nhận được tối đa 1.000 thôi chứ không cho 1.500. Trong khi đó California thì người ta cho mình hưởng trọn luôn. Như vậy thì mình sẽ không có được cái phần 500 chênh lệch này, mình miễn sao cái tax bill của mình về cái số 0, cái balance về số 0, lúc đó có nghĩa rằng là mình sẽ không được hưởng gì hết, nhưng mà mình cũng không cần phải đóng thuế. Đó, thì cái sự khác nhau là như vậy. Rồi bây giờ quý vị có thể vào cái trang của IRS để quý vị tham khảo thêm về cái EITC của mình. Ví dụ như cái hạn mức của Federal Credit là 100 đồng chẳng hạn ha. Thì ở California người ta có refundable, ok? Và người ta cho mình hưởng 45% của cái số tiền EITC của liên bang. Ví dụ liên bang quý vị lãnh 100 đồng thì tiểu bang người ta cho mình, Cali người ta cho mình 45 đồng. Thì tổng cộng hai bên thì quý vị được 145 và nó là refundable. Ok, Colorado được 10% của liên bang và cũng refundable luôn. Connecticut được 23% của liên bang và cũng refundable. Delaware thì quý vị được 20% và nó là không refundable, tức là nhận nhận đến khi nào mà cái balance nó là zero thôi, chứ nó không cho mình hưởng trọn ha. DC thì được 40% của liên bang và refundable. Hawaii 20% non-refundable. Illinois 18% của liên bang và refundable. Indiana 9% và refundable. Iowa 15% của liên bang và refundable. Kansas 17% của liên bang và refundable. Và còn lại quý vị cũng có thể tham khảo cái danh sách này. Bây giờ Louisiana thì chỉ cho 3.5%. Quý vị thấy không? Cali họ cho cái gì cũng cho nhiều lắm quý vị. 45%, trong khi đó Louisiana chỉ cho 3.5% của liên bang thôi và refundable. Maine 5% cũng thấp. Maryland cũng cho nhiều này, 50% và refundable. Đợt mùa dịch đó thì Maryland họ có cái tấm chắc 500 300 dành cho những gia đình nào mà có lãnh EITC thì được thêm. Cali cũng vậy, được thêm tấm chắc 600. Massachusetts thì được 30% của liên bang. Ví dụ như là liên bang họ cho mình 100 thì tiểu bang họ cũng cho mình 30, cộng lại là được 130 ha. Và refundable, Michigan thì 6% refundable. Minnesota thì nó dao động từ 25 đến 45% refundable. Montana 3% refundable. Nebraska 10% refundable. Nebraska. Ok. Nebraska đâu ta? Ok. Tự nhiên nhìn trong bản đồ nhìn không ra. Ok, New Jersey 39% và yes refundable. Để Ngọc coi thử. New Jersey, New York, New Jersey. Sao không thấy cái New Jersey đâu hết vậy? Ở đây. Đó, refundable quý vị ha. Ok, New Mexico 10% và refundable. New York được 30% và refundable. New York cũng không có bằng Cali nè, quý vị không? New York City tại thành phố New York thì được 5% refundable. Ohio thì được 30% nhưng mà nó không refundable nha. Oklahoma được 5% refundable. Oregon thì được 9%. Nếu như mà có qualifying cho dưới 3 tuổi thì được 12% và refundable. Rhode Island thì được 15% và refundable. South Carolina thì
non-refundable nhưng mà họ được khá là cao 41.67%, Vermont thì được 36% và Virginia thì được 20% và non-refundable. Wisconsin thì nó sẽ phụ thuộc vào cái số lượng trẻ em trong cái hồ sơ thuế của mình và Wisconsin thì được là refundable. Nếu như quý vị ở Wisconsin, một trẻ thì được 4%, 2 trẻ 11%, 3 trẻ thì được 34%. Như vậy càng càng nhiều con thì càng 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 cao. Chắc ngàn mốt 600 500 của Cali thì như thế này quý vị, họ vẫn tiếp tục gửi ra đến ngày 11 tháng 1 năm 2022 thì người ta sẽ gửi ra theo zip code. Quý vị thấy rằng là hai đợt gần đây á, tức là cái đợt mà người ta gửi ra là từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 thì sẽ dành cho những cái mã zip code có 3 chữ số cuối cùng dao động từ 720 đến 927. Ví dụ như cái mã zip code của mình là 92841 thì ba cái chữ số cuối cùng là 841, đúng quý vị. 841 thì nó rơi vào là 720 đến 927 đúng không? Thì người ta sẽ gửi ra từ ngày 13 đến 12. 13 đến 31 tháng 12. Nếu như ba chữ số cuối cùng của cái zip code của mình mà rơi vào là 928 đến 999 thì người ta sẽ gửi ra từ ngày 27 tháng 12 và đến ngày 11 tháng 1. Có nghĩa là bắt đầu từ ngày mai đến ngày 11 tháng 1. Nhưng mà có một số trường hợp sẽ nhận trễ, bởi vì sao? Thứ nhất là những trường hợp mà quý vị không có số social nhưng mà quý vị có đi làm và quý vị xin người ta cho mình cái số ITIN để mình khai thuế và người ta chưa có cấp cho mình cái số này, cấp cho mình trễ quá sau cái ngày 15 tây tháng 10 mà chưa có cấp cho mình thì lúc đó là cũng cái hạn chót để claim cái tấm xét đợt 2 này. Cho nên là quý vị có thể chờ và quý vị lấy cái số này và quý vị khai thuế trước cái ngày 15 tháng 2 năm 2022 để khai thuế năm 2020 tax return, thì lúc đó người ta sẽ cho mình cái số tiền này. Tại vì cái này không phải lỗi của mình, cái lỗi là mình gì, mình đang chờ cái số ITIN để mình khai thuế thì khai xong thì mình mới được xét cho. Và sau đó thì quý vị sẽ nhận cái tấm xét này sau ha. Và một số trường hợp là quý vị khai thuế trễ, quý vị đợi đến cái giờ chót ngày 15 tháng 10 21 thì quý vị mới khai, thì bây giờ cái hồ sơ của mình chưa có được process thì có thể là cái hồ sơ của mình chưa có được xét, chưa biết là mình có đủ điều kiện không, người ta chưa gửi ra. Hoặc là quý vị phải đợi, đây là cái lịch gửi ha, người ta gửi ra từ cái lúc mà người ta gửi đến lúc mình nhận á thì nó phải tốn cỡ 2 đến 3 tuần, nếu nhanh thì được 1 tuần, nhưng mà trong vòng 2 đến 3 tuần, có nghĩa rằng nếu như mà người ta gửi cho mình vào cái ngày cuối cùng ngày 11 tháng 1 thì có thể là 3 tuần sau, 3 tuần sau là 21 ngày, có thể là đến tháng 2, đầu tháng 2 mình mới nhận được cái số tiền này chẳng hạn. Và hôm qua giờ thì Ngọc thấy có một số cái comment bình luận nói rằng là đã nhận được rồi. Và cũng có một số anh chị là nhận giống như là 1-2 ngày trước Christmas đó quý vị, thì Ngọc cũng thấy là đây là cũng giống như là một cái quà Christmas rồi. Thì Ngọc xin phép dừng lại cái video này ở đây và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và chúc sức khỏe. Bye bye now.